Chào các bạn, đây là điểm cân vải nhà anh Huân ở Mai Tô Phì Điền, đường rẽ Làng Chay. Anh đã cân vải chỗ này khoảng độ 7 tấn. Đây nhá. Bảy tấn vải. Đây là 9:30. Giá này được giá không anh? 20 đến 27, 25, 26, 27, 28. 27, 28, 20. Có. Đây là u hồng nhá. Đây là vải dụng. Có một túm vừa bẻ đang đợi lấy tiền. Đây các anh công nhân đang chuyển xốp ra để đóng vải. Đầu mùa thì các thương nhân thu mua vải cũng phải đi chia ra 2-3 điểm để mua, để gom về một điểm để đóng bởi vì hàng nó chưa đủ. Anh đang quay lên YouTube, anh còn cho lên hình một tí. Chào các bạn nhé. Em không có đồng nào. Có tiền để à?